Thưa quý khán giả của đài VNTV, trong vấn đề bình luận thời sự ngày hôm nay, chúng tôi và anh Nguyễn Anh Giao trong studio này muốn trình bày với quý vị những vấn đề đang xảy ra tại Việt Nam và những vùng phụ lân cận bên đó nữa. Dạ, thưa anh Giao. Vâng, thưa anh Điện, cách đây cũng khá lâu rồi, bác sĩ Ngô Thế Vinh có một cái tác phẩm, một cái tựa đề của ông lúc đó gây sự chú ý của mọi người, nhưng mà tôi nghĩ ít người hiểu là nó cấp bách như thế nào đối với Việt Nam. Cái tựa đề cuốn sách của bác sĩ Ngô Thế Vinh là Cửu Long Cạn Dòng và Biển Đông Dậy Sóng. Vâng. Thì anh Điện, nếu cái, mà... Cái tiêu đề nghe cũng đã hấp dẫn rồi. Vâng, nó là hai vế. Ha, vâng. Của... Thì tất nhiên Cửu Long là trong nội địa của nước Việt Nam, dòng sông Mekong ở miền Nam. Vựa lúa của miền Nam, nuôi sống vựa lúa của miền Nam là cái phía bên Đông Hải. Thế thì nếu theo dõi những cái tin tức được phổ biến ở trên những cái website báo Việt ngữ đó, thì rất nhiều những nhà chuyên môn cũng đã bàn luận về hai cái đề tài này, hai cái vấn đề mà Việt Nam đương phải đối đầu với. Vâng. Thí dụ như là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa này, thí dụ như là bình luận gia của báo Người Việt là ông Ngô Nhân Dụng này, thí dụ như là anh tiến sĩ Mai Thanh Chuyết của Hội Chuyên gia Việt Nam, vâng, cũng đã đề cập đến hai vấn đề này rất là chi tiết. Vâng. Nhưng mà hình như người Việt trong nước và ở ngoại quốc vẫn chưa hiểu rõ cái khẩn cấp, cái nguy khốn của hai vấn đề này nó như thế nào. Vâng. Thì tôi xin bắt đầu anh Điện bằng cái Biển Đông trước. Vâng, đúng, đúng. Biển Đông, tin tức mới nhất là hàng không mẫu hạm Stennis của Hải quân Hoa Kỳ hiện đang tuần tra ở Biển Đông. Yeah. Đây là dấu hiệu cho thấy đó là Hoa Kỳ đang thực thi cái chính sách chuyển trục về vùng Á Châu. Vâng. À, và để anh tiếp tục thì tôi xin bổ túc một cái. Là ngày 15 tháng 4 là ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã bay ra cái hàng không mẫu hạm này. Yeah. Song song bên đó thì bên phía Trung Cộng cũng đã cử tướng, một tướng Cộng sản, tức là Phó Quân ủy Trung ương, gọi là thăm một đơn vị trên đảo Hoàng Sa. Yeah. Đây là một cái đối đầu rõ rệt về phương diện quân sự. Dạ, thưa anh Giao. Tiếp lời anh Điện, Trung Cộng cũng mới gửi hai cái máy bay, 16 cái, không, hai cái phản lực cơ mà tương đương với cái MiG-27 đến cái đảo hình như Phú Lâm của Hoàng không, Sa. Họ tin tức mới nhất là Mỹ đã chụp được, sau khi mà hãng tin Fox đưa tin thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức ngày 14 tháng 4 vừa rồi là đã chụp hình và thông báo là Trung Cộng đã đưa ra đảo đó 16 chiến đấu cơ tiêm kích. 16 chiến đấu 16 cơ. 16 chứ không phải 2. Vâng, 16 cái. Và đây là cái loại máy bay có thể bay được xa. Vâng. Tức là loại tối tân đấy. Vâng. Thưa anh Điện, mà chuyện này xảy ra sau khi Indonesia, Nam Dương đã bắt một cái tàu của Trung Cộng đang kéo về cái hải cảng của Indonesia ấy, thì một cái tàu chiến khác lớn hơn của Trung Cộng đến cắt cái dây cáp để giải cứu cái tàu đang bị kéo về Nam Dương. Vâng. Ngoài ra, cũng vào khoảng vài ngày sau đó, đó, Việt Nam tuyên bố đã bắt một cái tàu của Trung Cộng mà trên tàu có chứa dầu hỏa để cung cấp cho những cái ngư thuyền cũng như là bất cứ tàu nào của Trung Cộng trong cái vùng mà Hải quân Việt Nam nói là thuộc hải phận Việt Nam. Nói bây giờ bổ giúp cái chuyện anh Giao nói đó thì như thế này. Hiện tại bây giờ trên vùng biển Đông, tức là biển mà thuộc lãnh thổ Việt Nam đó, có hàng chục ngàn tàu đánh cá của Trung Cộng tràn ngập, và song song với đó thì có những tàu dầu để đi bán dầu cho những cái thuyền đánh cá đó. Và bây giờ Trung Cộng đã trang bị vũ khí cho những tàu đánh cá của Trung Cộng ở đó. Ít nhất là mấy cái tàu đánh cá nó vỏ bọc sắt. Vâng. Và nó có được sự hỗ trợ của những cái chiến thuyền của Trung Cộng. Đó. Trong trường hợp mà nếu có đụng độ gì đó. Thành ra ngày 11 tháng 4 vừa rồi thì
cảnh gọi là cảnh sát biển của Việt Nam đã bắt đó là 4 cái tàu đánh cá chỉ cách bờ biển Việt Nam có 18 hải lý thôi, tức là gần tới bờ biển rồi. Nhưng mà Việt Nam chỉ lập biên bản rồi thả, chứ không dám câu lưu, không dám bắt. Đó là cái hiện tượng đang xảy ra ở Biển Đông bây giờ thôi nha. Anh Điện, trở lại cái hàng không mẫu hạm Stennis. Mỹ và Phi Luật Tân đã công bố là sẽ tập trận ở vùng Biển Đông. Đã tập rồi. Hai nước với nhau. Hai nước thì tuần từ tuần đầu tuần vừa rồi, tức là Phi Luật Tân và Hoa Kỳ đã có 8.000 quân tập trận và họ kéo dài trong một tuần lễ. Thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã đến để chủ trì cái đó và đồng thời ký cái thỏa thuận mà hai quốc gia trao đổi với nhau, thì cho Mỹ sử dụng 5 căn cứ. Và khi ông Carter tới Phi Luật Tân vừa rồi thì bên phía Phi Luật Tân đồng ý để cho Mỹ sử dụng thêm một số căn cứ mới nữa. Thì đồng thời một cái chuyện này nữa là cũng mới xảy ra trong ngày 14 tháng 4 vừa rồi, là tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam đã gặp đồng nhiệm, tức là phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng đó, gặp đồng nhiệm quân sự của Phi Luật Tân để hai bên đang thương thảo xem có thể đi tuần tra chung hay không. Nhưng đây họ mới đang thương thảo thôi, chưa biết nó đi tới đâu. Thì đây là những cái tin tức mới nhất về Biển Đông và thế gian. Trên điện ngoài ra còn có tin là có hai cái tàu chiến của Nhật Bản đã đáp ở hải cảng Cam Ranh ở Việt Nam. Vâng, nói thế này. Đây là lần đầu tiên cái tàu ngầm, gọi là tàu ngầm tối tân nhất của Nhật Bản, được hai cái khu trục hạm của Nhật bảo vệ đã đến thăm Phi Luật Tân. Sau khi thăm một tuần thì cái tàu ngầm này với hai cái khu trục hạm đã ghé vịnh Cam Ranh. Thì cái điều này cho quý vị thân giao và thấy rằng là cái sôi động ở Biển Đông bây giờ nó đang lên một cái mức độ nguy hiểm và cao hơn nữa. Chưa biết nó đi về đâu. Nhưng có một cái điều mà có lẽ chúng ta sẽ bàn sau kỹ hơn, là cái nước mà ảnh hưởng nhiều nhất, tức là Việt Nam, thì lại quá rụt rè, quá gọi là đu đưa, không có một cái gì. Trong khi tháng 4 này và cuối tháng 4, có thể là tháng 5 hay là chậm là tháng 6, thì cái tòa án trọng tài quốc tế ở Hòa Lan sẽ đưa ra cái chung quyết, cái quyết định. Cái phán quyết về cái vụ kiện của Phi Luật Tân Trung Cộng khi xâm lãnh lãnh hải của Kinh Điện. Tôi xin chuyển qua về phía Cửu Long Cạn Dòng. Mới nói về Biển Đông. Biển thôi, vâng. Thì cái danh từ của những người về khí hậu đó hay nói tới gần đây là El Nino và La Nina. El Nino gây ra hạn hán và La Nina là ngược lại, gây ngập lụt. El Nino tiếng của Spanish nó có nghĩa là chú bé con. La Nina là cô gái bé. Thì ở Việt Nam đó, trong chương trình cách đây 2-3 lần kỳ trước đó, anh Điện cũng đã trình bày với quý vị khá chi tiết về cái thảm họa của đồng bằng sông Cửu Long bị khô nước. Thì sau khi mà Trung Cộng mở cái vòi nước ở một cái đập nước, Cổng Hồng. Mà cách xa cái dòng sông, cái đồng bằng sông Cửu Long đâu cũng cả 3.800 cây số. Vâng, gần 4.000 cây số. Thì không biết là thời tiết có mưa, có nước nhiều hơn, hay là nhờ cái nguồn nước mà được mở ra đó, cái tình trạng của sông Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long nó đỡ hơn một chút. Nhưng mà cái thảm họa chung đó thì vẫn là như vậy. Tức là đất khô cằn, ruộng vườn cây cối kể cả lúa gạo không trồng được, và nước mặn từ ngoài biển tràn vô, đâu nghe nói đến cả 70 cây số đó. Hơn đây. Thành ra nghĩa là bao nhiêu những cái nguồn lợi kinh tế, rau cỏ vân vân của Việt Nam coi như đang chết. Và tôi được đọc rất nhiều những cái dữ kiện của những người chuyên môn, ví dụ như Đại học Cần Thơ hay là những cái địa phương mà bị ảnh hưởng đó. Bây giờ đó có nạn di dân từ những cái vùng mà hồi xưa sống nhờ cái đồng bằng sông Cửu Long đó, và di dân qua những cái tỉnh khác để kiếm sống. Là vì ở lại thì chết đói. Thì mình vẫn phải nhớ rằng
Việt Nam từ trước đến giờ không được mời tới những cái hội nghị thảo luận về cái chuyện xây đập suốt từ cái nguồn của sông Mekong, tức là nó ở bên Vân Nam, 4.800 cây số, lấy nước từ tuyết tan ra ở Hy Mã Lạp Sơn, chảy dài 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 xuống 5-6 nước ở dưới, trong đó có Miến Điện, có Ai Lao, có Thái Lan, có Campuchia và cuối cùng là Việt Nam. Thành ra Việt Nam á, trong cái chuyện mà Trung Cộng họ kiểm soát cái nguồn nước đó, là cái nạn nhân nặng nhất và nghĩa là không được mời tham dự, thì thành ra không có tiếng nói gì hết cả. Vâng, để bổ túc cái chuyện này thì thưa, vì tôi cũng biết khá rõ là vì tôi mới nói chuyện với một người, tôi phỏng vấn một người về vấn đề chi tiết thì được biết như thế này. Khi mà Việt Nam vào cuối tháng 3 đó, là vì cái tình trạng ngập mặn nó đã vào khá sâu, tức là người ta nói rằng có thể đến 100 mấy chục cây số. Thành cái tình trạng ngập mặn, tức là không có đủ nước ngọt để đẩy cái nước mặn ra, do đó vùng lưu vực sông Cửu Long rất là nguy hiểm. Do đó Việt Nam mới yêu cầu Trung Cộng mở nước, thì Trung Cộng đã cho mở nước ở cái đập Cảnh Hồng. Nhưng mà Trung Cộng mở nước cái đập Cảnh Hồng, những mỗi giây như vậy, họ nói rằng họ xả ra 2.000 thước khối nước trong mỗi giây. Nhưng mà từ đó tới cái Hạ Lào thôi, thì tại Hạ Lào, tới cái đập Saraburi, thì chỗ đó lại có cái đập khác, có cái đập ngăn, và người ta lại bơm cái nước đó vào Thái Lan cho mấy trăm ngàn hecta nước ở Thái Lan, ruộng ở Thái Lan. Do đó cái nước mà về tới Hậu Giang không còn nữa. Và vì vậy mới tuần vừa rồi đây thì những nhà khoa học họ mới cho cái số đo rõ, rất là rõ rệt. Tức là cái chuyện mà mở nước sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề. Và cái Ủy ban sông Mekong mà thực tế nó đã thành lập năm 1957 đó, thì kể như vô dụng trong suốt thời gian qua. Và bốn cái nước ở hạ nguồn này không hề có được một cái quyết định, bởi vấn đề quốc tế, vấn đề sinh tồn của 60 triệu sinh dân. Tử. Đó, của 60 triệu dân ở cái dòng sông Mekong. Thì mà Việt Nam là chịu hệ lụy nhiều nhất, lại không có được cái tiếng nói mạnh mẽ. Bây giờ Trung Cộng đã xây tổng cộng là 11 cái đập trên dòng sông Mekong rồi, và hiện tại Lào, Miến Điện và Thái Lan có 17 cái đập đang xây nữa. Và nếu như vậy thì dòng sông Mekong sẽ chết, và miền đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành là một cái nơi khô cằn và hạn hán. Đó là những cái hệ lụy đang xảy ra, thưa quý vị. Thưa quý vị, là cái tác phẩm của bác sĩ Ngô Thế Vinh á, dùng cái tựa là Cửu Long cạn dòng, nó rất là chính xác, và bây giờ đó cái nguy cơ mới càng rõ ràng hơn. Vâng. Mà thấy rằng là khi mà thấy rõ ràng đó, nhiều khi nó quá trễ để mà cứu chữa. Vâng. Hay là tìm cách mà đối phó với. Thế thì cái chuyện này đó, để kết luận cái chuyện này đó, thì khi chúng tôi nói chuyện với tiến sĩ Mai Thanh Tuyết và một vị khác ở trong nước, thì họ cho là thế này: trong suốt cái quá trình 40 năm qua mà Cộng sản cai trị cả nước đó, thì đã không có thi hành bất cứ một cái kế hoạch nào. Bởi vì cái chuyện này các nhà khoa học họ đã luôn luôn cảnh báo là phải có kế hoạch. Chẳng hạn như cái vùng đồng bằng sông Cửu Long thì không thể trồng lúa và cái là ba vụ được, mà phải luân canh. Đồng thời cái cây đước, cây tràm mà ở phía ngoài mặt biển đó là phải nuôi nó, bởi nó là cái ngăn nước mặn là một và nó hút bớt nước mặn là hai. Thì Cộng sản Việt Nam lại cho phá đi để mà nuôi tôm, và nó giữ phù sa nữa. Vâng, nó giữ phù. Do đó cái nguy cơ này phải, cái trách nhiệm là chính phủ Cộng sản Việt Nam phải chịu. Thưa quý vị thính giả, nhận định thời sự đến đây đã chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.